2006 là dòng của Denso cũng như là dòng của Shinewa. Đấy, các cái dòng máy khung trần này thì bên mình phân phối cực kỳ là nhiều luôn, một ngày có thể đi hàng vài chục con. Đó, anh em các bạn quan sát này, đấy, khách buôn khách lẻ, đấy, mình đã có một video lên khách lấy buôn là hàng chục con luôn các loại. Thì anh em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp để bên mình tư vấn. Đó, bây giờ mình sẽ test thử nổ cho anh em con Shinewa này. Đây, bật công tắc lên này. Đó, bắt đầu giật nổ này, đóng gió này. Đấy, giật nổ này. PTU này, nóng lạnh này, cắm cơm bơm nước này, cùng một lúc luôn, cực kỳ là ok. Hàng thì bao bền, bao tốt, bao khỏe cho anh em luôn, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Anh em các bạn có nhu cầu về các cái siêu phẩm nào thì liên hệ trực tiếp để bên em phân phối. Số điện thoại hotline đây. Xin chào, hẹn lại, gặp lại anh chị ở video sau.